Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin chia sẻ bộ đề thi bằng lái tại Mỹ, bang Ohio, phiên bản song ngữ Anh Việt đề số 4. Trước khi đi vào video, cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn tất cả mọi người.